Hi, xin chào cả nhà đến với kênh May Fishing, lại là anh May đây. Hôm nay tối ngày mùng 12 tháng 8 nha, em sẽ lên cho cả nhà mình một số phụ kiện cần mới về cả nhà. Có 19 màu cần cho cả nhà mình lựa chọn luôn ha. Cần tay này, ISO này, cầu ngâm, lure đó. Thì có một số loại như vậy. Và có một con máy Stradis này, cây này hàng mới cho em nha. Rồi trước tiên thì em sẽ lên phụ kiện cho cả nhà mình. Em sẽ có vì cước nha. Đây, em sẽ có cước này của nhà Daiwa 100m, cả nhà sẽ có hai size là 1.0 và 1.2 nha. Đó, giá con này thì sẽ là 70k một cuộn như thế này, có hai màu, màu đỏ rượu nha và màu xám này. Đó, giá là 70k một cuộn cả nhà ha. Tiếp theo em có cước của nhà Nano. Cước của nhà Nano thì em sẽ có là 4 size cho cả nhà mình lựa chọn. Đây, size đầu tiên là 33 này, tải được 15kg cá, 0.35 nha. Thứ hai sẽ là 22 là bao, tải được 10kg cá, 0.28. 28 là bao, là được 13kg cá, 0.32 này. Và cuối cùng là 17 là bao, sẽ được 8kg cá và 0.25, size chấm 0.25 nha. Đó, thì một cuộn như thế này em có giá là 100k. Khi cả nhà mua 4 cuộn trở lên em sẽ free ship toàn quốc luôn ạ. Đó. Và cả nhà nhớ đăng ký kênh của May Fishing để tiện theo dõi những cái video em đăng lên hàng ngày nha. Bên cạnh đó em có một số loại PE. PE thì em có loại của Japan này, cái này hàng nội địa Nhật nha. Sẽ có size 7.0 và 6.0 cả nhà. Cái này bia màu lục nha. Đây, di dù cả nhà, bia hoặc là di dù đều được nha. Đó, thì cái này một cuộn sẽ là 100k. 100k một cuộn nha. Đó, mua 4 cuộn trên lên em vẫn free ship bình thường. Em có loại bia này, power này. Có loại này nữa nha. Cái loại này thì 50m thôi cả nhà, 50m, giá là 50k một cuộn cho em ha. Size 0.6 này, 0.3 nha, 0.5. Đó, có 3 size cho anh em mình lựa chọn nha. 50k một cuộn thôi ạ. Rồi bên cạnh thì em sẽ có là mồi câu cả nhà nha, mồi câu này. Mồi câu của Short Game, cái này giá là 100k một con ha, 100k. Đây, em có mà CD11 cá mồi. Con này giá 100k luôn ha. Hai cái này giá giống nhau, 100k. Còn cái con này thì em có giá là cái này của Nhật. 18g này, con này 18g. Giá là 70k thôi cả nhà, 70k một con này ha. Nhái, nhái thì em sẽ có một cặp như thế này là 150k, hàng của Thái Lan ạ. 150k. Em có lưỡi câu sẽ có hai size 9 và size 13 nha. Cái này 10 cái một túi như thế này giá là 20k, còn bên này là 7 cái, màu vàng là 7 cái, giá là 20k luôn ạ, đồng giá nha. Đó, em sẽ có một số phụ kiện như vậy. Cả nhà mình có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo của em có ghi lên trên màn hình là 0845334544 nha. Rồi, em cất cái này qua một bên cho cả nhà mình nhìn cần rõ hơn. Rồi, em có một con máy của Shimano Stradis này, size là 1000 ha. 10.000 nha cả nhà ơi. Cái này hàng mới. Hàng mới cho em nha. Này, mới này. Con này đánh lục, đánh bắt sao rồi ok nha cả nhà ơi. Siêu phẩm cả nhà em. Đó, mới 100% nha. Mở vô cái đã. Đây ạ, con này của nhà Shimano Stradis cả nhà ơi. Con này mới hoàn toàn nha, đổi tay trái phải đều được cho em nha. Đó, đổi chiều quay ok. Shimano này, siêu nét luôn cả nhà. Đó, đánh bắt sao được nha. Máy chạy em mượt, cực kỳ mượt cho em ha. Đây, line cap này, PE là 5 300. Đó, siêu đỉnh luôn, siêu nét luôn ha. Máy chạy em mượt cực kỳ.
Rồi con này hàng mới 100%. Em chốt giá cho cả nhà mình là 5 triệu tư thôi cả nhà nha. 5 triệu tư ạ. Một con máy của nhà Shimano Stradic. Giá là 5 triệu tư nha. Đây. À, con này có trọng lượng là 660g cả nhà ha. Đây, ratio là 1.5. 1.5, 1.6 cả nhà nha. Đó. Ra chốt con này cho em. Một con máy của nhà Shimano Stradic. Giá là 5 triệu tư nha cả nhà mình ha. Đổi chiều tay trái phải đều được cho em ạ. Giá là 5 triệu tư nha. Rồi, em bỏ lại. Xong cái này em... Rồi bây giờ em lên mẫu cần cho cả nhà mình ha. Thì em có 19 cái mẫu cần hôm nay. Đầu tiên em lên cho cả nhà mình một con cần của Shimano ạ. Đây cần tay cả nhà, Shimano còn nguyên bao của nó này, hơi cũ một xíu nha. Nhưng mà cần còn rất là đẹp ạ. Một con cần của nhà Shimano. Con này siêu đỉnh luôn ạ. Đây. Con này hàng Indonesia xuất Nhật cho em nha cả nhà. Indonesia xuất Nhật này, Shimano ha. Đây. Con này dung cho em, chiều dài sẽ là 9m, dung lên được 9m5 này cả nhà. Tình trạng cần thì còn rất là đẹp nha, không có bị trầy xước nhiều. Đó. Để cho cả nhà mình xem. Cái này cái nắp bị này. Bị mắc cái nắp. Đây. Con này cứng cho em sẽ là cứng 5H cả nhà, 5H nha. Cần ra thẳng này ạ, lóng này. Ngọt nha. 2. Con này sẽ có là 7 lóng nha cả nhà mình ơi, 7 lóng cho em ạ. Cần ra thẳng nãy nha. Bo chép chấm ok cho em này. Đó. Tầm 4-5H. Đây siêu nét ha. Con này siêu nhẹ. Trọng lượng cho em là 310g, gọn là 1.6 ly. Đó, ai chốt con này cho em mã số 1 với giá là 2.2 triệu nha cả nhà mình. 2.2 triệu một con cần của Shimano siêu đỉnh siêu nét ha. Đó, bo chép chấm ok cho em nha. Mã số 1 giá cho em là 2.2 triệu, 2.200k cả nhà, một con cần tay của Shimano. Tiếp theo có một con cần tay ISO. ISO hạ tay cả nhà. Chiều dài sẽ là 5m3, cứng 1 tương đương là 3H nha. Đây, tình trạng cần thì hơi cũ một xíu. Của nhà Master. Ngọn này cả nhà. Được quấn chỉ rất là chặt nha. Sẽ có là 5 lóng. Lóng tình trạng lóng thì rất là đẹp, không có bị trầy xước nha. Đây, cho nên mình với tập câu này. Câu cảm giác trải nghiệm nha. Đó, tráp thanh. Con này trọng lượng cho em sẽ là 240g, gọn là 1.7 ly. Giá là 400k nha cả nhà mình. 400k mã số 2. Giá là 400k cho anh em mình về chơi thử cảm giác ha. Tiếp theo em có một con cần của nhà Nissin. Nissin này cả nhà. Đây. Con này chiều dài cho em sẽ là 5m4, cứng 3H cả nhà nha, 5m4 cứng 3H. Thu gọn sẽ là 68cm này. Trọng lượng siêu nhẹ 130g, gọn là 0.8mm. Con này cô tráp hanh con suối. Con này chưa tới 3H đâu cả nhà. Con này tầm con này khoảng 2H thôi nha. Cô cảm giác con suối đồ. Mấy con cá nhỏ nhỏ nha, tầm 2H thôi. Đây lóng này. Con này sẽ có là 9 lóng nha cả nhà, 9 lóng cho em nha. Đó. Cần tay. Đẹp nha, con này đẹp ạ. Rồi trọng lượng cho em sẽ là 130g, gọn là 0.8mm. Con này để giá cho cả nhà mình là 600k nha. Mã số 3 giá là 600k. Cái phần cán sẽ được cuốn chỉ rất là chắc tay này. Đây cuốn chỉ rất là chắc tay cả nhà. Mã số 3 giá là 600k.
Tiếp theo có một cặp cần dây trong. Dây trong thì em có đây. Dây trong của nhà Suyumi cả nhà. Con này chiều dài cho em sẽ là 3m này, cứng 50. Đó, cứng 50 cả nhà Suyumi. Cần còn rất là mới đẹp nha. Khoan cho em sẽ là khoan xích. Bát Fuji khoan xích nha. Bát hãn. Rồi coi. Con này bát hãn ạ, con này bát Fuji đâu cả nhà, bát hãn cho em này. Khoan xích. Đó. Của nhà Suyumi nha, hai cây này giống nhau. Mã số 4 ai chốt cho em với giá là 500k nha cả nhà. 500k là mã số 4 này. Mã số 4 ạ. Trọng lượng cho em sẽ là 330g. 330g gọn là 2.8 ly. 2.8 ly nha. Đó. Anh em mình về câu chơi trải nghiệm hai con này thì giống nhau, mã số 4 và mã số 5. Nếu cả nhà mua lẻ cho em một cây giá là 500k. 500k là một cây cả nhà. Mua một cặp cho em với giá là 800k nha, 800k một cặp của nhà Suyumi da trong này. Đó, sale lớn cho cả nhà mình mua giá rẻ ha, 800k một cặp cần. Anh em mình rủ bạn bè này mua chung này. Đó, thì giá sẽ hời hơn nha. 800k một cặp này em bao ship cho cả nhà mình luôn ha. Của nhà Suyumi. Đây, siêu đỉnh, siêu nét. Chốt cho em mã số 4 cũng được và mã số 5 cũng được nha cả nhà. Vì hai cái này giống nhau á, chiều dài như nhau cả. Nãy em quên ghi hai mã. Rồi bây giờ em lên mã số 6, em có một cây cần đúc dây trong này, mã số 6. Cây này của nhà NFT nha. Bát sẽ là bát Fuji. Bát Fuji này cả nhà. Chiều dài sẽ là 5m3, cứng 0.6, câu cảm giác trải nghiệm nha. Cây này ISO dây trong. Em mở ra cho cả nhà mình xem. Đây, ngọn của nó này cả nhà. Lóng đẹp nha, không có bị rỉ xước. Tình trạng còn rất là mới. Đó. Sẽ có là 3-4 lóng ạ. Rồi, con này ai chốt ra mã số 6 với giá là 900k nha cả nhà. Trọng lượng siêu nhẹ là 200g này, ngọn là 2.8 ly với giá là 900k thôi nha. 900k NFT, con này hàng nội địa Nhật ra nha. Em lên tiếp mã số 7, em có một con cần Ryobi, con này ISO. Chiều dài là 5m4, cứng 1.5 ạ. Con này cứng tương đương là 3H, hạ cần tay xuống cho em. Khoen nhỏ nha, khoen nhỏ này. Ngọn này cả nhà. 2. Con này sẽ có là 6 lóng, bên em thì vẫn hỗ trợ hạ cần tay miễn phí. Anh em nào muốn hạ cần tay thì cứ liên hệ cho em nha. Em sẽ hạ cần tay miễn phí cho mình luôn ạ. Đó, ISO khoen nhỏ rất là đẹp nha. Realme này, con này hàng Korea xuất Nhật. Trọng lượng sẽ là 199g, ngọn là 0.7mm. Con này em để giá rẻ cho anh em mình chơi về tập câu. Câu cảm giác chấp hành ok nha. Giá là 500k, chốt cho em mã số 7 ạ. Giá là 500k anh em mình nha. Em lên tiếp mã số 8, một con cần ISO, một con nhỏ nữa. Con này chiều dài là 5m4, cứng 1 này. Đây, của nhà Daiwa nha. Con này được phôi xoắn 2 da rất là đẹp cả nhà. Phôi xoắn 2 da cho em luôn ha. Khoen xích luôn ạ, con này khoen xích nha. Phôi xoắn 2 da khoen xích rất là đẹp này. 2, 4, 6, 12, sẽ có là 12 cái khoen cả nhà mình. 12 cái khoen, ngọn này. Ngọn đẹp nha. Phôi xoắn 2 da ở trong này. Đây, phôi xoắn 2 da. Lóng ở trong thì hơi xước nhẹ, hơi xước một xíu nha cả nhà mình, hơi xước nha. Đây, xoắn 2 da này rất là đẹp nha. Đó, xoắn, xoắn rất là đẹp luôn. Con này hạ cần tay cũng khá là ok. Con này rất là nhẹ cả nhà. Trọng lượng cho em sẽ là 187g, ngọn là 0.8mm. Ai chốt cho em mã số 8 với giá là 800k cả nhà. Bát Fuji này, khoen xích nha. Bát Fuji khoen xích rất là đẹp luôn. Mã số 8 chốt cho em với giá là 800k. Tiếp theo em có một con cần ISO. Để em coi đây ạ. ISO cả nhà. Chiều dài là 3m này. Con này 3m nha. Em có một con ISO cả nhà. Con này chiều dài là 3m6 nha. Coi như này cần fit. Fit cả nhà ơi. Đó.
khoen khoen nhỏ này, 8 cái khoen bát Fuji, khoen sứ xám nha, khoen bát Fuji sứ xám này nha, lóng này. Đó, lóng vẫn còn đẹp nha. Rồi con này thì em để giá rẻ thôi. Ai chốt cho em mã số 9 lại với giá là 400k cả nhà. Mã số 9 giá là 400k nha. 3m6 cứng 2 cứng 2 cả nhà, tầm 4h nha. Rồi tiếp theo lên mã số 10, em có một con cần gỗ nề FT. Con này ISO khoen lớn. Chiều dài cho em sẽ là 5m3 cứng 4 này, tương đương cho em sẽ là 6h nha. Một con cần gỗ nề FT. FT phôi sẽ là phôi xoắn hai da rất là đẹp này, từ trong ra ngoài ha. Đây, khoen sẽ là khoen lớn. Sẽ có là 9 cái khoen nha cả nhà. 9 cái khoen ạ. Đây, phôi xoắn hai da này, tình trạng ở trong thì nó hơi xước một xíu ạ. Hơi xước cả nhà, hơi cũ nha. Đó, lóng hơi cũ rồi. Nhưng mà vẫn còn rất là tốt. Rồi con này mã số 10 cả nhà, mã số 10 này. Trọng lượng cho em sẽ là 370g, ngọn là 1.8 ly ạ. Con này mã số 10 chốt cho em với giá là 1.200k cả nhà nha. 1.200k nha. Mã số 10 giá là 1.200k, một cái cần ISO của NFT khoen lớn. Tiếp theo lên mã số 11, em có một con cần lục của nhà Suyumi. Đây Suyumi cả nhà. Chiều dài sẽ là 3m9, cứng là 25 đánh lục đầu cần cho em nha. Đó, đánh lục đầu cần thôi cả nhà. Con này trọng lượng là sẽ là 340g, ngọn là 2.5 ly của Suyumi. Chốt cho em con này với giá là 700k, mã số 11 nha cả nhà. Mã số 11 ạ, giá là 700k, một con cần lục này. Anh em mình về chơi, cầu cảm giác nha. Khoen bát Fuji cho em này, khoen bát Fuji sứ xám nha. Sẽ có là 5 cái khoen. Đây, tình trạng lóng thì vẫn còn đẹp nha. Rồi mã số 11 chốt cho em giá là 700k cả nhà, một con cần lục của Suyumi này. Anh em mình về câu chơi ha. Tiếp theo em có một con cần của Daiwa, con này ISO khoen lớn. Chiều dài sẽ là 5m4 cứng 3 cả nhà, 5m4 cứng 3 này, phôi xoắn hai da này. Đây, xoắn hai da ở ngoài rất là đẹp nha, khoen lớn. Rất là nhiều khoen luôn. 9 cái khoen cả nhà, 9 cái khoen nha, ngọn này. Con này đã xa bờ ok á, phôi xoắn hai da ở phía trong nữa. Đây, xoắn hai da ở trong ra ngoài luôn, rất là đẹp nha. Đó, tình trạng lóng thì vẫn còn đẹp, không có bị trầy xước gì nhiều đâu. Anh em mình nhớ đăng ký kênh của May Fishing để tiện theo dõi những cái video em lên hàng ngày nha. Con này trọng lượng cho em sẽ là 380g, ngọn là 1.7 ly. Chốt cho em với giá là 700k thôi ạ. 700k cả nhà, một con cần của nhà Daiwa nha. Giá là 700k. Mã số 12, một cây cần ISO khoen lớn. Tiếp theo lên mã số 13, em có một con cần của nhà Ryobi. Con này hàng Indonesia. Hàng Korea xuất Nhật nha cả nhà. Chiều dài sẽ là 5m3, cứng 3 tương đương sẽ là 5h này. Được phủ sơn màu vàng, bóng loáng nha, cực kỳ đẹp. Đây, 2, 4 8 cái khoen, khoen bát Fuji cho em ạ. Khoen bát Fuji cả nhà, sứ xám nha. Ngọn này, lóng nha. Đó, tình trạng lóng thì hơi bị trầy xước ở trong này. Rồi, mã số 13. Trọng lượng là 320g, ngọn là 1.4 ly. Con này chốt cho em mã số 13 với giá là 700k cả nhà. Cho anh em mình về câu chơi này. Câu chép đồ được đó cả nhà ơi. Con này sang hàng cũng ok á. Tiếp theo em có một con cần câu ngâm lăng xê đánh mặt bãi nha. Con này đánh bắt xa bờ. Khoen sẽ là khoen bắt Fuji cho em ạ. Sứ xám nha. Em nhầm một xíu nha cả nhà, con này đây qua này, nằm ở đây không có thấy, chữ nhỏ quá, đây qua nha. Con này của hàng China xuất Nhật. Đây em mới thấy này, hàng China xuất Nhật nha. Lai sẽ là 2-4 l bao này. Đó, cứng vô lời nha cả nhà, cứng vô lời nha. Câu cảm giác trải nghiệm thôi ha.
Khoan cho em sẽ là khoan xích nha, bát fuji khoan xích ạ. Đó, cán bộ bần rất là đẹp ha. Rồi con này chốt cho em mã số 16, giá là 1.400.000 cả nhà, trọng lượng siêu nhẹ là 85g thôi, ngọn là 1.2 ly nha cả nhà, giá là 1.400.000. Đó, 1.400.000 ha. Con này hàng lướt còn đẹp nha. Tiếp theo có một con cần của Mazograph Koza này. Thì hiện tại còn một con duy nhất tại cửa hàng thôi cả nhà. Đây con này hàng mới 100% nha. Để ra cho cả nhà mình xem. Đây một con cần máy đứng nha cả nhà. Của Mazograph này rất là đẹp luôn, cán gỗ bền nha. Đó, Mazograph bắt hạng cho em này, khoen Fuji. Khoen nam, khoen xứ xám cả nhà. Cả nhà ơi, cúp điện này hơi tối xíu nha cả nhà thông cảm nha. Quay nốt cho xong á. Rồi con này khoen bát Fuji xích nha cả nhà, khoen bát Fuji xích cho em luôn nha. Đó, hơi tối một xíu cả nhà thông cảm nha. Đây ngược chiều rồi, em bỏ qua này. Hơi tối một xíu. Chiều dài cho em sẽ là 2m07 nha. Độ cứng sẽ là ML này, đó. Lua là 1/8, 3/8 OZ, line là 5-10L bao nha. Đó, con này siêu nét ha, còn một con duy nhất tại cửa hàng. Rồi chốt cho em mã số 17, giá là 1.650.000 cả nhà nha. 1.650.000. Hello, ok. Xin lỗi cả nhà nha, thông cảm này em bị lỗi một xíu về giá. Con này giá là 1.800.000 cả nhà nha. Giá thị trường đang bán với giá là 2.600.000 này, nên em bán sale với giá là còn 1.800.000 thôi, siêu rẻ cho cả nhà mình ha. Đó, hàng mới 100% luôn ạ, còn mát này. Đây. Rồi tiếp theo có một con lua một khúc cả nhà, lua một khúc này. Vâng. Đây em có một con lua một khúc này cả nhà, con này của Hitland này cả nhà ha. Hàng Thái Lan xuất nhập cho em ạ. Chiều dài là 1m77, 1m77 nha. Cứng sẽ là UL cho anh em mình câu cảm giác trải nghiệm thôi ha. Đó. Lua này, lua cho em là 1/32 này, 1/4 OZ nha. Line sẽ là 4-8L bao, cúp điện nên giờ thực sự em không thấy đường luôn, không biết cả nhà có nhìn rõ không. Thông cảm cho em một xíu nha. Khoen sẽ là khoen xích cả nhà ơi, khoen xích cho em luôn này, đó, khoen xích nha, đó. Rồi con này chốt cho em mã số 18, giá là 600k thôi ạ, à. Trọng lượng siêu nhẹ, 96g, ngọn là 1.4 ly nha cả nhà, cán gỗ bần này, máy đứng này, đó, giá 600k thôi. Mã số 8 này, à cái con này nó bị chuột cắn một xíu nha cả nhà thông cảm cho em nha, chuột cắn một xíu thôi, cái này mình về mình dán lại cho em ha. Đó. Rồi cuối cùng, mã số cuối cùng em lên cho cả nhà mình. Ôi cúp điện. Cúp điện đúng giờ quá. Mã số cuối cùng, mã số 19 là cả nhà. Đây, cán mút cho em nha, cán mút này. Cái này được sơn lên rất là đẹp nha, phủ bạc vàng này. Đây, con này siêu lĩnh luôn ha. Trọng lượng cho em sẽ là 170g, ngọn là 2.2 ly nha. 2.2 ly, con này màu vàng á, màu gold đó cả nhà, rất là đẹp nha. Con này chiều dài sẽ làm 2m1, cứng là H, độ cứng là H cả nhà nha. Con này của gì? Trinit cả nhà, con này của Trinit này. Khoen Fuji Sit nha cả nhà ơi, khoen bát Fuji Sit ạ. Rồi, khoen bát Fuji Sit nha. Đó, hơi tối một xíu. Đây, khoen này, rất là đẹp nha. Không biết cả nhà nhìn rõ không? Nếu mà cả nhà không nhìn rõ thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo cho em nha. Đó, để em có thể gửi chi tiết hơn cho mình tham khảo ha. Trời, cúp điện rồi nên là tối. Tối quá em không thấy luôn. Rồi, chốt cho em mã số 19. Con này siêu nét này, đánh bắt xa bờ được cả nhà nha. Chốt cho em giá là 1.200.000 ạ. Con này siêu đỉnh luôn, hàng nước mới trên 95% nha. Đó. Mã số cuối cùng, mã số 19. Giá là 1.200.000.
Rồi em đang đây cho mình một số phụ kiện và được 19 cái mẫu cần rồi. Cả nhà còn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo cho em là 0845334544. Và nhớ đăng ký kênh của May Fixing nha cả nhà ơi. Em chúc cả nhà mình có một ngày đầu tuần này thật là tốt lành ha, đi câu được nhiều cá. Hẹn cả nhà vào những video lần sau ạ. Tạm biệt cả nhà.